Cậu bé dùng ý nghĩ chuyển rời ngọn núi lớn. Cậu ta tạo một tư thế kỳ lạ. Mọi người ai cũng cười nhạo cậu, cảm thấy cậu như đồ ngốc. Anh trai cậu chịu không nổi liền chạy đến ngăn cản hành động ngu ngốc của cậu. Nhưng ngay sau đó, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cậu bé tên Pepper. Nhưng bởi vì thân hình quá nhỏ bé nên các bạn học không chỉ thường xuyên bắt nạt cậu, còn đặt cho cậu một biệt hiệu, cậu bé nhỏ. Từ nhỏ cậu đã không có bạn bè, bố cậu đã trở thành người bạn duy nhất. Và như thế có người bố bầu bạn ở bên cạnh, Pepper sống vui vẻ qua mỗi ngày. Nhưng chiến tranh đột nhiên ập đến, phá vỡ cuộc sống của họ. Cậu con trai lớn London vì bẩm sinh bị tật ở chân nên không thể nào tham gia tổng quân. Do đó bố của cậu bị bắt buộc đi lính thay cho con trai. Bữa cơm trước khi đi tuy thịnh soạn nhưng không ai có muốn ăn cả. Nhìn thấy bóng dáng bố rời đi, Pepper lưu luyến chạy đuổi theo rồi ôm chặt lấy chân và òa khóc trong lòng của bố. Sau khi bố đi, London vì tự trách nên tính tình càng thô lỗ hơn. Cậu đem hết sự tức giận trút lên đầu người hàng xóm. Bởi vì ông ta là người gốc Nhật tên là Hashimoto. Cả thị trấn chỉ có cha sư Oliver chịu làm bạn với ông ta. Sau một năm, Pepper lấy hết tiền tiết kiệm của mình mua một đôi ủng bằng da bò thật. Rồi lại vui vẻ mua 2 tấm vé đi xem ảo thuật. Không sai, hôm nay là ngày bố cậu trở về. Nhưng khổ sở chờ đợi mà người về lại không phải là bố cậu, mà là tin tức ông bị bắt làm tù binh trong một trận chiến, hiện không rõ sống chết. Người mẹ thất vọng ôm lấy Pepper mà khóc. Nhưng cậu vẫn tin bố nhất định còn sống mà quay trở về. London nhìn tấm ảnh cũ đã ố vàng, một mình ngồi uống rượu giải sầu. Pepper thì suốt cả một tuần chẳng buồn ăn uống. Người mẹ thương xót cậu thế là bảo London dẫn cậu đi xem ảo thuật mà cậu thích nhất. Ảo thuật gia muốn mời một người lên sân khấu, tất cả các cô cậu bé đều giơ tay. Nhưng ông ta lại chọn Pepper người không giơ tay. Ảo thuật gia đặt một cái chai ở trên bàn, sau đó bảo Pepper dùng ý nghĩ để dịch chuyển nó. Pepper vừa giơ đôi tay thì ở dưới sân khấu rộ lên tiếng cười chế nhạo cậu là đồ ngốc thì làm sao có thể thành công. Chính vào lúc Pepper cúi đầu muốn bỏ cuộc, con có tin rằng mình làm được không? Câu nói này khiến Pepper nhớ đến người bố của mình. Sau khi cậu lấy lại niềm tin lại đưa đôi tay của mình lên, nhìn chăm chăm vào chiếc chai ở trước mặt bắt đầu cố gắng. Pepper phải dùng ý nghĩ của mình dịch chuyển cái chai. Cậu đưa đôi tay lên, nhìn chăm chăm với nó bắt đầu phát ra sức lực. Bỗng nhiên, Pepper cũng không tin vào mắt mình. Dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên rào rào. Trong nhà thờ những lời nói của cha Olive khiến cậu chú ý. Chỉ cần con người có niềm tin thì có thể di chuyển cả núi, thậm chí có thể ngăn chặn chiến tranh để người thân trở về. Pepper liền tìm đến cha Olive nói mình có niềm tin có thể di chuyển được cái chai. Nhưng làm sao có thể để bố cậu trở về? Cha Olive bảo cậu biểu diễn cho ông xem. Pepper giơ đôi tay về hướng chiếc bình, nghiến răng nghiến lợi bắt đầu phát lực. Nhưng cái chai không có chút phản ứng nào. Pepper ngồi lên ghế đang định bỏ cuộc nhưng cha Olive hỏi cậu, sao con không thử lại lần nữa? Cậu lại giơ đôi tay lên phát sức mạnh lên cái chai nhưng vẫn thất bại. Làm lại lần nữa. Tuy liên tục thất bại nhưng Pepper lại vẫn kiên trì tiếp tục. Cuối cùng, tiếp đó cha Olive nói là niềm tin của cậu đã thúc đẩy ông dịch chuyển cái chai. Đây chính là một sức mạnh thần bí. Sau đó cha lấy ra một tờ danh sách rồi nói, hoàn thành xong những chuyện trên danh sách thì niềm tin của cậu sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Pepper cầm lấy tờ giấy, việc đầu tiên trên danh sách đã khiến cậu vô cùng tức giận. Đó là bắt cậu làm bạn với ông Hashimoto. Pepper cảm thấy cha Olive điên rồi. Bởi vì bố của cậu chính là bị đất nước của ông ta bắt đi. Do đó cậu và anh trai vô cùng căm hận ông Hashimoto. Mấy hôm trước London còn ném đá làm bể kính nhà ông ta. Anh ta còn châm lửa đốt nhà ông Hashimoto do đó đã bị bắt vào tù. Làm bạn với người của đất nước thù địch vốn là chuyện Pepper không muốn làm. Nhưng vì để bố có thể sớm quay về, cậu vẫn đến nhà ông Hashimoto và nói lời xin lỗi ông ta. Nhưng ông Hashimoto không chấp nhận lời xin lỗi của cậu mà lạnh lùng đóng cửa lại. Nhưng Pepper không bỏ cuộc. Cậu lại đem chai nước ngọt mình thích uống nhất tặng cho ông ta. Nhưng ông Hashimoto đem chai nước ném vào thùng rác. Nhưng dưới sự kiên trì của Pepper, ông Hashimoto cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của cậu. Nhưng khi hai người đi mua kem, ông ấy bị những người khác chế nhạo. Còn Pepper thì trốn ở một góc không dám lên tiếng. Khi cậu tưởng đã hoàn thành nhiệm vụ nên tìm đến cha Olive để báo cáo. Cha Olive lại nói với cậu là cậu vẫn chưa thực sự hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì cậu không thật lòng xem ông ta là bạn của mình. Sau đó cậu lại đến gặp anh trai ở trong nhà giam. London nhìn thấy danh sách thì vô cùng tức giận, nói nếu cậu làm bạn với ông ta đó chính là phản bội lại bố. Sau khi bước từ phòng giam ra, cậu gặp đám trẻ thường xuyên ăn hiếp mình. Pepper thấy thế co giò bỏ chạy. Lúc đó có một chiếc xe dừng trước mặt cậu, chính là ông Hashimoto. Dần dần cậu phát hiện ra ông Hashimoto không xấu như cậu từng nghĩ. Và trong những ngày sau đó, ông ấy còn giúp cậu hoàn thành nhiều nhiệm vụ trên danh sách. Hai người cũng nhanh chóng trở thành bạn thật sự. Điều này khiến cho London khi ra tù vô cùng mất mặt. Anh ta bảo cậu dịch chuyển ngọn núi để cậu nhận ra rõ sự thật. Pepper vô cùng tự tin, cậu giơ tay về ngọn núi bắt đầu dùng ý nghĩa dịch chuyển. Không lâu sau mặt đất bắt đầu rung chuyển. Biển quảng cáo lần lượt rơi xuống, thậm chí các bức tường cũng xuất hiện vết nứt. Sau đó mọi người trong thị trấn đều bàn luận sôi nổi chuyện này. Có người cảm thấy đó chẳng qua là sự trùng hợp, nhưng cũng có người tin rằng ý niệm của Pepper có tác dụng.
Sau đó Pepper đến bờ biển, bắt đầu nhìn về hướng nước Nhật, bắt đầu phát ra ý niệm. Cậu giơ đôi tay lên, nghiến răng nghiến lợi phát ra tiếng hét. Cậu phải dùng niềm tin của mình để ngăn cản chiến tranh, chỉ vì muốn bố mình có thể sớm trở về nhà. Mỗi ngày ở đó đều có rất nhiều người đến xem cậu. Có người cảm thấy cậu rất ngu ngốc, cũng có người bị lay động bởi niềm tin của cậu. Cùng một tự thế và tiếng hét, mỗi ngày cậu đều làm như thế. Vài tháng sau, khi Pepper đang trên đường đạp xe đến bờ biển, cậu phát hiện mọi người trong thị trấn có chút kỳ lạ. Một người khi nhìn thấy cậu: "Cậu bé ở kia, cháu đã làm được rồi." Mọi người vây xung quanh cậu. Một người phụ nữ cầm tờ báo nói: "Hôm qua nước Nhật bị bom nguyên tử tiêu diệt. Tên của quả bom đó là..." Cậu bé nhỏ: "Không sai, Pepper đã thành công rồi, bố cậu sắp sửa trở về nhà rồi. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, nước Nhật vì muốn trả thù đã điên cuồng bắn giết tù binh. Và bố của Pepper cũng là một trong số đó. Rất nhanh tin xấu đã được báo về nhà, bố cậu mãi mãi không thể trở về." Pepper đứng trước mộ của bố khóc nức nở. Cậu cố gắng đến thế chỉ để bố trở về, đến cuối cùng thì không được gì cả. Một hôm, anh trai đột nhiên chạy đến tìm cậu. "Em làm được rồi. Em làm được rồi." Hóa ra bố cậu vẫn chưa chết, chỉ vì đôi giày của ông bị người khác cướp đi rồi mang vào chân ông ta. Sau đó người kia bị bắn chết. Và như thế nên khi lấy danh sách những người tử nạn đã lấy tên trên giày của bố cậu. Sau đó cả nhà lái xe đến bệnh viện thăm bố cậu. Ở đây cậu cuối cùng đã nhìn thấy người bố mà cậu ngày đêm mong nhớ. Và đem đôi ủng mà mình mua từ lâu tặng cho bố. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc. Đây là một bộ phim gia đình vô cùng ấm áp, truyền cho chúng ta một cái nhìn tích cực về cuộc sống. Đừng coi thường bất cứ người nào trông có vẻ yếu đuối, bởi vì chỉ cần bạn có đủ ý chí, đủ kiên trì để làm một việc gì đó thì thực sự có thể rời non lấp bể. Bộ phim đến đây là hết, xin tạm biệt và hẹn lại các bạn.